Hello, xin chào quý anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của em Quang. Em Quang chuyên mua bán tất cả các dòng loại xe lướt đã qua sử dụng không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước và động cơ hộp số nguyên zin. Bảo hành đầy đủ hết cho quý anh chị là cam kết bằng văn bản đầy đủ hết cho quý anh chị ha. Thì hôm nay là ngày 25, hôm qua ngày 24, hôm qua với hôm nay là Noel, tối hôm qua sáng hôm nay. Thì không biết là quý anh chị đi chơi Noel vui vẻ không hay là như thế nào ấy. Thì để lại một phần bình luận cho em Quang ha. Thì kính chúc quý anh chị một mùa Giáng sinh thật là an lành bên gia đình, trong công việc thuận buồm xuôi gió và gặp nhiều may mắn ha. Rồi, thì trong nội dung video ngày hôm nay em Quang sẽ báo giá nhanh toàn bộ xe em Quang đang có tại showroom của em Quang. Thì quý anh chị nào mà đang quan tâm em xe nào thì hãy liên hệ ngay cho em Quang với số điện thoại là 0833 088 882. Hoặc là muốn nhận thông tin chi tiết thì kết bạn Zalo cho em Quang với cái số điện thoại đó ha, 0833 088 882. Còn nếu mà quý anh chị nào mà muốn xem trực tiếp, trải nghiệm xe ok, đến thẳng địa chỉ showroom của Quang với địa chỉ là 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cách khoảng 1 km bến xe miền Đông cũ đi lại thôi, nằm giữa lòng Sài Gòn, gần khu đô thị Vạn Phúc nha quý anh chị. Rồi, thì hiện tại quý anh chị nhìn thấy là showroom em Quang ngay phía đằng sau đang rất là trống. Nên là chắc em Quang đang cần phải mua thêm khoảng 100 xe ô tô nữa. Quý anh chị nào mà đang có nhu cầu bán xe thì liên hệ ngay cho em Quang nha. Không biết là Noel này quý anh chị đã nhận được phần quà nào đến từ ông già Noel hay chưa? Đó, những món quà đặc biệt của ông già Noel dành cho quý anh chị như thế nào rồi thì em Quang không biết. Nhưng mà em Quang, nếu như mà những quý anh chị nào mà chưa nhận được quà của ông già Noel thì em Quang sẽ tặng cho quý anh chị đây. Em Quang sẽ giả làm ông già Noel trong video ngày hôm nay nha. Giả làm ông già Noel để chi? Để tặng quà cho quý anh chị. Những cái xe trong video ngày hôm nay em Quang sẽ có một cái mức giá ưu đãi tốt nhất cho quý anh chị ha. Đây, xe đằng sau thì rất là nhiều đó, những cái phần quà hấp dẫn, những cái món quà mà em Quang mang tới cho quý anh chị lên tới hàng chục triệu đồng ha. Lên tới đâu đó khoảng nếu như mà giảm giá có nè, quà tặng có nè. Đây quý anh chị xem nè, quý anh chị ngay giao lộ mà cái xe bấm kèn chỗ giao lộ nha, chỗ giao lộ á, ngay chỗ Quang hơi ồn một chút xíu quý anh chị thông cảm ha. Ngay đây là giao lộ mà em Quang không hiểu tại sao cứ chết tới đây là giảm hết ga hay là gì á, người ta không có ý thức quý anh chị, không có ý thức rõ ràng luôn. Giao lộ là mình phải chạy chậm lại để còn xe qua đường, chứ đâu phải là biết là đường ưu tiên nhưng mà cũng phải tới đó nhìn ngó nhìn sau, chứ đâu phải tới dặn ga đâu, đúng không quý anh chị? Rồi thì quay lại vấn đề chính nha. Đó thì em Quang sẽ tặng quà cho quý anh chị những cái phần quà hấp dẫn nè, như là hái quà trên cây thông Noel đó, hái lộc à, hái lộc của em Quang. Rồi những cái xe em Quang sẽ có những cái mức giá ưu đãi tốt nhất cho quý anh chị nha. Và cập nhật cho quý anh chị một vài em Quang xe em Quang vừa mới lên showroom đây, như là Toyota Veloz, em này là Corolla Cross đó, một em Veloz Cross thì em Quang cũng đã quay cho quý anh chị xem rồi ha. Đó thì để cho quý anh chị không mất thời gian nữa thì em Quang sẽ bước vào nội dung chính ngày hôm nay ha. Chúng ta cùng đi thôi, let's go. Bộ ba xe đầu tiên em Quang quay cho quý anh chị đó chính là ba em BMW này. Đây, ba em BMW này hiện Quang đang có một cái phần quà rất là hấp dẫn, một cái món quà đó thì lên tới hàng chục triệu đồng. Đấy. Thì đây em Quang sẽ cho quý anh chị xem. Đầu tiên đây là em BMW 520i, sản xuất 2021, nhập Đức, odo 41.000 cây và hiện tại đang được em Quang chào bán với mức giá là 1.760.000.000 nha quý anh chị. Nhập Đức rất là đẹp luôn. Quý anh chị nào mà như ban đầu anh có nói ha, muốn biết thêm thông tin chi tiết, xem hình full thông tin chi tiết thì cứ liên hệ cho em Quang, Quang sẽ gửi full thông tin cho quý anh chị ha. Liên hệ kết bạn Zalo, Quang sẽ gửi full hình ảnh cho quý anh chị luôn. Nhập Đức 2021 rất là đẹp nha quý anh chị, 1.760.000.000. Ở đây thì là một em BMW 420i Cabrio Form Convertible. Này thì chúng ta sẽ là 4 chỗ ngồi, 2 cửa có mui trần nha quý anh chị. 2014 giá 1.2 nha quý anh chị. Ở đây thì là một em BMW Z4, sản xuất 2011, form 2012. Em này thì là cũng là 2 chỗ ngồi mui trần. Đó. Em này thì đã được chủ người ta độ đèn, độ mâm, độ bô. Đấy. Giá hôm nay đang chào bán chỉ 990 triệu thôi. Rất là đã nha quý anh chị. Mua mới giá em này phải đâu đó khoảng 2-3 tỷ, em Quang bán có 990 triệu thôi. Em kia cũng thế, em kia mua mới phải hơn 4 tỷ. Bây giờ em Quang bán còn có 1.2 tỷ rồi quý anh chị, rất là đã. Rồi cái xe này thì hôm trước em Quang cũng đã quay cho quý anh chị nè.
Nhưng mà trước khi qua đây, bộ 3 em BMW này em quay sẽ có giảm mức giá ưu đãi tốt nhất cho quý anh chị nha. Đó, lên tới hàng chục triệu đồng luôn. Quan trọng là quý anh chị cứ đến xem xe đi. Mức giá này quay cũng sẽ bán cho quý anh chị. Quan trọng là được giá là bán cho quý anh chị ha. Và phục vụ quý anh chị thì cần mua thêm 100 đầu xe ô tô nữa nha. Rồi, Mitsubishi Expander MT sản xuất 2020, Odo 7 vạn và hiện tại đang được em quay chào bán với mức giá là 445 triệu nha quý anh chị. Odo 7 vạn màu đen, xe màu đen. Xe này thì em quay cũng đã quay, vừa mới quay video cách đây một cái video, quý anh chị có thể xem lại video trước đó ha, quay chi tiết xe này rồi. Rồi, ở đây là một em Toyota Corolla Cross. Đó, em này thì em quay cũng vừa mới về thôi, vừa mới lên showroom. Đấy. Thì em quay sẽ quay chi tiết xe này sau cho quý anh chị ha. Bản V. Em này là bản V nha quý anh chị, sản xuất 2022, Odo 15.000 cây. Hiện tại đang được em quay chào bán với mức giá là 785 triệu nha. Hồi nãy quên nói với quý anh chị, em Expander chia là số sàn MT nha quý anh chị. Đấy. Đây, xe rất là đẹp nha. Rồi, qua tới bên đây. Chúng ta sẽ có một em xe đến từ Anh Quốc, rất là xịn sò luôn. Đây quý anh chị. Em này là Jawa F-Pace sản xuất 2016 và hiện tại đang được em quay chào bán với mức giá là 1 tỷ rưỡi nha. Odo em này 5 vạn, bánh sơ cua chưa hạ, xe cực kỳ đẹp nha. Máy V6 3.0 super chạc nha quý anh chị. Super chạc luôn, đó rất là đã nha. Em này thì 5 chỗ gầm cao, em quay cũng đã quay chi tiết em xe này cho quý anh chị xem rồi ha. Quý anh chị có thể xem lại trên kênh của em quay. Đó. Rồi, ở bên đây thì là một em Kia Sorento. Đây, Kia Sorento. Máy xăng tiêu chuẩn sản xuất 2019 và hiện tại đang được em quay chào bán với mức giá là 585 triệu thôi. Odo 8 vạn nha. Giá chỉ ngang ngửa một em Toyota Vios thôi quý anh chị à. Đó, rất là đã luôn, không còn gì phải bàn cãi luôn. Rồi mình sẽ di chuyển vào bên trong ha. Đây. Về hàng ghế, về cái hàng xe sau đây. Bên trong đây thì có một em Kia Sorento, nhưng mà em xe này hiện quen đã bán rồi nên là mình sẽ lướt qua ha, không nói về em xe này nha. Kia Sedona dầu full sản xuất 2020, Odo 37.000 cây và hiện tại đang được em quen chào bán với mức giá là 950 triệu, nhưng mà em xe này giá 950 triệu là mấy tháng trước em quen chưa cập nhật giá, để quý anh chị nào mà ân liên hệ em quen sẽ có một cái mức giá ưu đãi tốt nhất ha. Cập nhật giá cho quý anh chị, mức giá ưu đãi tốt nhất luôn. Đó, 950 triệu màu đỏ, Odo 3 vạn 7 rất là đẹp. Đó. Rồi, ở đây thì là một cái xe CX8, nhưng mà xe này em quen để đi thôi, không bán xe làm công vụ nha quý anh chị. Đây. Bên đây, một em Kia Carnival Luxury sản xuất 2022, logo cũ nhưng mà đã được chủ người ta đổ logo mới nha. Odo 5 vạn, bánh sơ cua chưa hạ và hiện tại đang được em quay chào bán với mức giá là 1 tỷ 050 triệu. Máy dầu Luxury 8 ghế nha quý anh chị. Rất là đẹp luôn. À, quý anh chị nào mà đang quan tâm thì liên hệ ngay cho em quay nha. Rồi bên đây là một em Honda CRV-L nhập Thái sản xuất 2020, Odo 48.000 cây và hiện tại đang được em quay chào bán với mức giá là 830 triệu nha quý anh chị. Đấy. Màu trắng rất là đẹp. Có cửa sổ trời panorama toàn cảnh nha. Bản này bản full. Em xe này em quay cũng đã quay chi tiết cho quý anh chị rồi. Rồi bên đây, em quay đây có một em Kia Sorento xăng tiêu chuẩn 2019 luôn. Y chang em màu trắng kia. Nhưng mà em này mắc hơn một chút xíu, mắc hơn 10 triệu ha, 595 triệu. Lý do tại sao? Em quay xe này đẹp hơn xe trắng kia. Odo chỉ có 5 vạn thôi, em kia 8 vạn, em này 5 vạn nha quý anh chị. Tuy là bản tiêu chuẩn quý vị nhìn thấy là cảm biến trước sau, rồi màn hình, rồi camera lùi hầu như đầy đủ hết luôn. Nếu như mà để so sánh với Toyota Vios tầm tiền này, quý vị chỉ có thể lấy được Toyota Vios á, thì em này ngon hơn chứ. Gầm cao, máy thoáng, 7 chỗ nè, đi rất là sướng nha quý anh chị. Rồi, bên đây em quay đây có một em Kia Sedona dầu full 2019. Em này là giá em quay đang chào bán là 865 triệu nha. Odo 7 vạn màu đen rất là đẹp. Em này hiện quay cũng đã quay rồi. Những cái dòng Kia Sedona Carnival hiện tại em quay đang về rất là nhiều ha. Em quay đang còn bao nhiêu ta? Hai em, một em màu đen, một em màu đỏ là hai em nè, hai em màu trắng mới về là bốn em nè, một em màu vàng là năm em Sedona dầu full hết và hai em Carnival ha. Một em màu xanh Luxury này và một em
Signature máy dầu màu trắng mới về 2022. Thì để ngày mai em quay sẽ quay, chắc là em quay sẽ cập nhật cho quý anh chị dàn MPV để làm content giống như hôm trước. Đó, rất là mong quý anh chị ủng hộ ha. Content là quay Sienna và Carnival nhiều nhất Sài Gòn. Nhưng mà không biết thiệt không, nhưng mà thôi mình cứ quay đi. Mình cứ lên content. Ok quý anh chị, rồi 865 triệu để sổ em xe Kia Sedona dầu full này nha quý anh chị. Màu đen rất là đẹp. Đó, cho quý anh chị xem một vòng ha. Kia Sedona bây giờ rất là rẻ quý anh chị à. Ngày xưa mua em này giá cũng phải loanh quanh khoảng 1 tỷ 2, 1 tỷ 3. Bây giờ bán còn có bao nhiêu? 865 triệu thôi. Đó. Rồi tiếp theo ở đây em quay đang có một em Ford Everest Titanium. Máy dầu nhập Thái sản xuất 2022. Em này là bản chưa update nha quý anh chị. Odo em này 3 vạn và hiện tại đang được em quay chào bán với mức giá là 1 tỷ 195 triệu nha quý anh chị. 1 tỷ 190 triệu đúng không? Để quay chết lại giá lâu rồi em quay không xem giá em này quên mất. 1 tỷ 190 nha quý anh chị. Giá em quay là giá chuẩn hết nha nên là quý anh chị cứ yên tâm. 1 tỷ 190 triệu nha. Đó. Ford Everest Titanium máy dầu nhập Thái bản một cầu. 1 tỷ 190 triệu để sổ em xe này. Và quý vị nào mà ưng những cái xe nào ở đây thì cứ liên hệ em quay ha. Sẽ có mức giá ưu đãi tốt nhất cho quý anh chị nha. Rồi. Mình sẽ di chuyển ra đằng sau đây. Hiện tại showroom đang rất là trống. Đó quý anh chị có thể nhìn thấy ha. Rồi, ở đây em quay đang có một em Toyota Veloz Cross. Toyota Veloz Cross. Em này thì hôm trước cũng đã quay cho quý anh chị xem rồi. Em này Odo 3 vạn. Bản top sản xuất 2022. Đó, máy xăng 1.5. Đó. Hiện tại đây em quay chào bán với mức giá là 620 triệu. Em quay em xe này chung với lại cái em Expander ngoài kia kìa. Đó, hai em này đã quay chung một cái video ha. Cách đây một cái video. Đó quý anh chị nào mà ân thì cứ liên hệ cho em quay ha. Rồi, Mitsubishi Triton dầu AT. Sản xuất 2022 Odo 13.000 cây và hiện tại đang được em quay chào bán với mức giá 548 triệu ha. Dầu AT một cầu. Đây, ghế nỉ số tự động nha quý anh chị, số tự động. Ghế nỉ đó bản tiêu chuẩn thôi. Nhưng mà em này rất là đặc biệt, đã được chủ người ta độ cho chúng ta một bộ dàn tem Triton Athele đó. Rồi một cái ốp, một cái ốp thùng ở phía trên. Đây chỉ là một cái ốp thôi, không có cái nắp nha quý anh chị. Ốp thùng ở trong, còn cái này gọi là cái gì? Cái khung thùng. Đó, cái viền thùng thôi. Nó nhìn rất là cứng cáp nha. Đây cho quý anh chị xem một vòng nè. Em này thì hôm trước quay cũng đã quay rồi. Đó. Quý anh chị nào mà đang quan tâm thì liên hệ cho em quay có quay chi tiết em xe này cho quý anh chị rồi ha. Liên hệ em quay đi, em quay sẽ gửi full hình ảnh hoặc là video cho quý anh chị ha. Đó. Rồi, ở đây thì em quay đang có một cặp Mazda CX-8 quý chị nhìn thấy ha, hai em. Em này thì là Mazda CX-8 Premium một cầu 2020 Odo 6 vạn và hiện tại đang được em quay chào bán với mức giá là 800 triệu ha. Thì chắc là chút nữa em quay sẽ quay chi tiết em xe này để lên một riêng một cái video nói về em xe này nha quý anh chị. Đó, quý anh chị nào mà đang quan tâm em xe này thì hãy liên hệ cho em quay. Ngày xưa mua những cái con CX-8 như thế này rất là mắc. Em này thì là bản 2 cầu nè. Ngày xưa quý anh chị mua lúc mà mới ra mắt thời điểm 2019 thì cái xe bản 2 cầu này quý anh chị phải bỏ đâu đó khoảng 1 tỷ 8, 1 tỷ 9 mới mua được em này. Còn cái em này quý anh chị phải để đâu đó khoảng 1 tỷ 6, 1 tỷ 6 mới mua được. Nhưng mà bây giờ giá rất là rẻ ha. Premium một cầu mà chỉ có 800 triệu thôi. Đó. 2020. Ở quý chị thấy chưa, rất là rẻ. Rồi, ở đây thì em này là Premium 2021. Bản 2 cầu luôn, giá 850 triệu. Màu đỏ ruby khá là đẹp. Em này thì Odo chỉ mới có 4 vạn thôi, 44.000 cây. Và cả hai em xe này khá là đẹp nha quý anh chị. Một em thì là màu đỏ ruby, một em thì là xanh Kawasaki. Đó. Quý anh chị nào mà đang quan tâm những em xe này thì cứ nhấc máy liên hệ cho em quay nha. Đừng có lo gì hết nha. Rồi, cho quý anh chị xem. Rồi, ở đằng sau thì chắc là mình dạo một vòng xem xe cổ thôi. Đây, cho quý anh chị xem nè. Những xe cổ. Xe này thì trong phim chị em hai nè. Đó. Phim cái phim mà chị em hai Ngọc Trinh đó là có cái xe này ở cuối video nha quý anh chị. Rồi, đây, cho quý anh chị xem một vòng. Đây thì một chiếc McLaren. Chiếc này thì hôm trước ngoài cũng đã quay riêng một cái video nói về em xe này. Đó. Rồi những đằng sau những cái xe cổ thôi. Đây là cây thông.
thì quý anh chị sẽ được bóc quà ở trong những cái bao lì xì này khi mà quý anh chị mua xe của anh Quang. Và trong đây thì những cái bao lì xì này vừa là Happy New Year quý anh chị, vừa là chúc quà Noel cho quý anh chị luôn. Quý anh chị đến mua xe thì Quang sẽ làm ông già Noel để tặng quà cho quý anh chị ha. Đây, những phần quà nằm ở đây lên tới hàng triệu đồng ha, hàng chục triệu luôn. Những gói combo rồi giá trị đồ này nọ rất là nhiều mà nhà chưa kể nha. Em quay còn tặng quà cho quý anh chị nữa, tặng những phần quà combo 4 món rồi cũng như là giảm giá xe cho quý anh chị nữa, bao rút gốc đồ này nọ. Em quay thì rất là nhiều ưu đãi nên là quý anh chị có yên tâm đấy, mua xe em quay là không có thiệt thòi đâu, quý anh chị đừng có lo lắng gì ha. Rồi đây cho quý anh chị nhìn lại hình ảnh một vòng showroom của em quay nha. Đây quý anh chị đó, thì hiện tại đây là dàn toàn bộ xe mà em Quang đã quay cho quý anh chị ha. Quý anh chị nào mà đang quan tâm em xe nào tại showroom của em Quang thì hãy nhấc máy lên liên hệ ngay cho em Quang nha, với số điện thoại là 0833088882 để nhận được mức giá ưu đãi tốt nhất của những em xe này. Hoặc là muốn hình ảnh, thông tin chi tiết cũng như là video của những em xe này thì hãy kết bạn Zalo của em Quang với số điện thoại đó luôn, 0833088882 nha quý anh chị. Hoặc là muốn đến chạm xe trải nghiệm trực tiếp nè, quan tâm xe nè, hay là muốn tới ép giá em Quang á, thì cứ đến thẳng showroom, địa chỉ là 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, cách khoảng 1 km bến xe miền Đông cũ đi lại thôi, nằm giữa lòng Sài Gòn gần khu đô thị Vạn Phúc nha quý anh chị. Rồi thì quý anh chị còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ ngay cho em Quang đúng không? Thì nếu thời lượng video cũng đã hơi dài, em xin kết thúc video tại đây. Nếu như quý anh chị thấy video này hay, cho Quang xin một like, một share, một lượt đăng ký và nhớ nhấn vào nút thông báo bên phía bên dưới để nhận được những video mới nhất từ kênh của em Quang nha. Và nếu quý chị đang thích cái cách quay mới của em Quang, một cái dạng giống như vlog như thế này, thì quý chị để lại phần bình luận cho em Quang. Sắp tới em Quang sẽ thay đổi cách quay một chút xíu, quay dạng vlog cho quý chị xem một cách gọi là chân thật nhất nha quý chị. Rồi cảm ơn quý chị đã quan tâm theo dõi hết video này ha. Kính chúc quý chị Giáng sinh an lành bên gia đình, xem video vui vẻ và trong công việc thuận buồm xuôi gió và gặp nhiều may mắn nha. Hẹn gặp lại quý chị ở những video tiếp theo nha. Bye bye.